Hương Thơ và chương trình Câu Chuyện Y Khoa được bảo trợ bởi bệnh viện Oncos Memorial, một bệnh viện mà được rất là nhiều người Việt Nam trong cộng đồng quận Cam ưa thích. Và hôm nay Hương Thơ giới thiệu đến quý vị cô y tá Cresta Grabo. Cô là thay thế cho bà Robin Phillips từng lên chương trình này trong vai trò là Nurse Navigator cho chương trình truy tầm ung thư phổi và những chương trình ung thư khác tại bệnh viện Oncos. Và số điện thoại của cô Cresta là 714-378-7650. Chúng tôi đang nói về vấn đề truy tầm ung thư phổi, nhất là dành cho những người hút thuốc lá, và có chương trình Castrate là trả tiền mặt nếu quý vị đi đất thuê bộ cao quá hay là không có bảo hiểm không chi trả, là chỉ có $105 mà thôi để khám phá con mình có bị truy tầm, bị ung thư phổi hay không. What is the process to get scheduled to our program of lung screening with CT low dose? So I do get a lot of referrals from physicians or other advanced healthcare providers, and we need that order. However, if you haven't gotten an order from the physician yet, I can help facilitate that. So I can always call over to the office and help to get that order. Sometimes, again, the scans are pre-approved by insurance, and sometimes we need to submit that and give time for that to be approved. Vâng, nếu mà quý vị muốn làm hẹn á, thì cái quá trình làm hẹn để chụp CT low dose là CT liều thấp như thế nào, thì quý vị có thể có giấy cần cái giấy giới thiệu từ bác sĩ gia đình. Như trường hợp quý vị chưa có mà quý vị cảm thấy quý vị đủ điều kiện để làm thử thí nghiệm này đó, truy tầm này, thì quý vị có thể gọi cho cô Cresta, cô có thể giúp đẩy nhanh việc để gọi liên lạc với một bác sĩ để xin giấy phép. Và nhiều khi, đa phần thì bảo hiểm sẽ chấp thuận trước, và đôi khi họ có cần authorization của bảo hiểm và cần sự cho phép phê duyệt của bảo hiểm cho cái thử nghiệm này. Nhưng mà quý vị cũng có thể trả tiền mặt. If they pay cash, they don't need to wait, right? Right. Yeah. Nếu mà muốn làm liền tức khắc, quý vị trả $105 mà thôi. Và quý vị, so how soon they have to be there, and what is the process of this appointment? They have to come early? So a half an hour early for the scan, and we do have free valet parking at the facilities to make it really easy. You walk into the main patient care pavilion, it's beautiful in there, show up a half an hour early, and the scan itself is really quick. It's only a few minutes long. So there's no special preparation for the low-dose CT. You know, it's recommended to wear loose clothing just for your own comfort, but it only really takes a few minutes. Okay. For the regular CAT scan, CT chest, that is more preparation, but I can always go over that with patients if that's ordered. Chụp hình CT low dose thì quý vị không cần phải chuẩn bị nhiều, mặc quần áo thoải mái, đến sớm nửa tiếng, và chúng tôi có valet parking, và mọi chuyện rất là nhanh, có khoảng vài phút thôi, và không cần phải chuẩn bị gì nhiều so với nếu chụp CT bình thường, thưa quý vị. Once patient get a scan, when can the patient get that result? So we have wonderful radiologists who work at Orange Coast. They're very quick with reading the scans. I typically look for the results the very next day, and I'm able to see what's going on. Usually those results are posted to my chart, and they'll see a letter in my chart saying the results. So I'll send a letter out if everything is normal and follow up with patients. If there's anything that's of concern, then the physician will reach out to the patient directly to discuss that. Of course, the physician would need to have that conversation with the patient if there's anything going on. And then I'm there as a support person and as a backup to follow up and provide extra education and support through that process. So the next day, the result you can... Yes. And if it's abnormal, you can contact the patient as soon as possible, right? As long as I can follow up with the patient and see if they're... But the doctor has to call them first, right? Exactly. Yeah, so I can follow up with the patient and make sure that they've received their results from the physician, that they've had that discussion. Once they've had that discussion, then I can actually follow the patient if the physician or provider would like me to provide extra support to that patient. You can hands on the patient, right? Yes, from step yes. to step. Yes. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi của Thơ là khi nào mà bệnh nhân biết được kết quả sau khi chụp CT low dose, CT liều thấp,
Thì bà cô Krista nói là kết quả sẽ có ngay ngày hôm sau, vì bệnh viện Orange Coast, như quý vị biết là chúng tôi có một cái đội ngũ bác sĩ quang tuyến rất là kinh nghiệm và rất là tài giỏi. Nếu mà kết quả bình thường, không có gì vấn đề gì, bà sẽ gửi thư vì biết những bệnh nhân đang nóng lòng muốn biết được kết quả. Nhiều khi bà sẽ gọi, nhưng mà nếu mà có một cái vấn đề gì, hay là thường thường là bác sĩ sẽ liên lạc với bệnh nhân trước hết. Nếu có điều gì bất thường thì bác sĩ sẽ thảo luận với quý vị nên có thêm xét nghiệm hay không. Và nếu cần thì bác sĩ, quý vị có yêu cầu bác sĩ hay là bác sĩ sẽ nói là quý vị liên lạc với cô Krista để cô sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà quý vị có thể có, và sẽ dẫn dắt quý vị đứng đi song song với quý vị để hỗ trợ cho quý vị bất cứ những thắc mắc nào quý vị có thể có. What happened after that if the patient is abnormal or abnormal result? So if there's a normal result, and you know there's a way that radiologists stratify risk, then if everything is normal but you know patients still have that high risk and they qualify for the program, then they get a follow-up scan in a year. If there's something going on, then that's a discussion with the physician about what needs to happen from that point. If there's a scan that needs to happen sooner, or a biopsy, or anything else that needs to happen, and if the team wants a nurse navigator to be part of that, we are there to support the patient through that. Vâng. Chuyện gì xảy ra sau khi mà chụp hình, nếu mà kết quả bình thường như quý vị, những bệnh nhân hiện đang hoặc đã từng hút thuốc, thì bà cô Krista khuyên là quý vị nên tiếp tục chụp CT Lodo hàng năm để bảo đảm không có gì thay đổi. Nếu mà trường hợp kết quả chụp hình không bình thường thì bác sĩ có thể theo dõi và đề nghị làm biopsy, làm sinh thiết, và có thể và cô Krista có thể sẵn sàng đi cạnh quý vị để giúp đỡ quý vị những tất cả những gì quý vị cần. I know it's very hard to quit smoking for most of people. What resources are available to help them? It is very difficult, and I've heard this from a lot of people. I have a lot of people in my own family who have smoked as well and who have gone through that journey quitting. We have a lot of resources. I'm never here to judge or to pressure people. I'm here to support. So if somebody is ready to quit smoking and that is the recommendation of their physician or other provider, of course that would be to lower their risk, then we do have resources available. We have smoking cessation online classes, and there are other resources that I can provide patients, and we can do counseling and other things. We have a lot of resources available. Vâng, Hương thưa câu hỏi là thật sự rất là khó bỏ thuốc lá. Có mình bệnh viện Orange Coast có những nguồn hỗ trợ nào để trợ giúp hay không? Thì bà nói là ngay cả trong gia đình bà cũng có nhiều người hút thuốc lá và rất là khó bỏ thuốc. Nhưng mà bệnh viện thì có rất nhiều nguồn hỗ trợ để giúp mọi người bỏ thuốc lá nếu mà quý vị muốn. Bà nói là bà không giờ đứng là một người phán xét mà chỉ là hỗ trợ. Là vì vậy nếu mà bà quý vị mà muốn cho cô y tá Krista hỗ trợ giúp đỡ thì sẽ sẵn sàng, và bệnh viện có rất nhiều thông tin hữu ích dành cho bệnh nhân, và cũng có các lớp cai thuốc lá trực tuyến online mà quý vị có thể ghi danh. Nhiều cái tài liệu mà chúng tôi có được dịch sang tiếng Việt. We have education information in Vietnamese, right? Yes, thank you for pointing that out. We do have information in Vietnamese. So a lot of the resources we have on hand have been translated. We also have a nurse navigator who speaks Vietnamese. Vâng, như ta biết là có nhiều cái tài liệu được dịch sang tiếng Việt, và có các y tá nhân viên nói tiếng Việt, cũng như là Thu Nga, cũng như là Xuân Trầm, cũng như là Thanh Thảo. Có những Thanh Thảo cũng có là lo về vấn đề sản phụ, nhưng mà chúng tôi có rất nhiều nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp cho quý vị giải quyết các nhu cầu cá nhân của từng người. What else do you do for patient as a nurse navigator, Krista? So I also assist patients through their cancer journeys once they've been diagnosed, and that's from diagnosis through treatment through survivorship.
So I provide education about treatments. If they're struggling with their insurance companies, I can help with that. If there's some financial barriers with accessing resources such as support groups. So I'm a main person that helps coordinate all of the different parts because it can be very complex. And just to have that extra support person to help you through that journey is so important. Vâng. Tôi có hỏi là cô y tá Krista còn làm gì khác cho bệnh nhân với tư cách y tá điều hướng? Nếu mà bệnh nhân mà bị chẩn đoán ung thư thì cô có thể làm việc cùng với bác sĩ ung thư của quý vị, của bệnh nhân và các thành viên khác trong nhóm chăm sóc sức khỏe để bảo đảm là quý vị sẽ nhận được mọi thứ quý vị cần một cách kịp thời, như là vấn đề tài chính, vấn đề kiến thức bổ sung về bệnh của mình và phương pháp điều trị của quý vị. How do you coordinate with all the healthcare professional to ensure that everyone receive excellent individual care? So we are a team, and I like to think of the patient as being the head of that team and empower the patient to be the head of the team. So, you know, it's great that the patient can have that team behind them, and we all work together to get the patient whatever they need. And a nurse navigator really acts as the coordinator because, you know, everybody can be very busy and patients and families can be overwhelmed. And also, if you do receive a diagnosis, you can often not feel very good. And it can be overwhelming news and very scary. And so sometimes when you're in that position and you hear those words, you don't hear anything after that. And having somebody that can translate everything the physician has told you or other providers have told you can be invaluable. Vâng, Hương Thơ có hỏi là bà sẽ phối hợp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác như thế nào để bảo đảm rằng mọi người đều nhận được sự chăm sóc phù hợp với từng cá nhân. Thì là một nurse navigator còn là một người coordinator, có nghĩa là điều phối viên. Khi mà quý vị được chẩn đoán ung thư thì mình chúng ta rất là sợ hãi và chỉ nghe mà không nghe tiếp những cái chuyện kế tiếp, thì bà với tư cách một trong nhóm chăm sóc sức khỏe sẽ làm việc để rất là chăm chỉ để bảo đảm rằng bệnh nhân cảm thấy được hỗ trợ và chăm sóc trong suốt quá trình chẩn đoán cho đến điều trị và đến để được có khả năng sống sót. So my last question, are there any events that are coming up that community members can attend? Yes, I'm so glad you asked. So there's a survivorship event on June 6th. It's from 10 to 2. There will be free parking. There will be a lot of information. And Sue Tram, our Vietnamese-speaking nurse navigator, is heading that up. So she'll be there. And we also have a guest speaker on June 21st at the Cancer Institute in Fountain Valley who will speak about cancer survivorship. The talk will be in English, but again, Sue will be there. And she'll be able to help our Vietnamese-speaking population understand that. So her number is 714-378-7950 for more information on those events. Vâng, câu hỏi cuối cùng là Hương Thơ có hỏi bà về những sự kiện nào sắp diễn ra mà thành viên cộng đồng chúng ta có thể tham dự. Thì bà rất vui là có sự kiện dành cho những người đã sống sót từ bệnh ung thư mà Trung tâm Y tế Orange Coast sẽ tổ chức vào ngày thứ năm, ngày 6 tháng 6, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sẽ có bãi đậu xe miễn phí, valet parking, free valet parking và nhiều cái gian hàng được thiết lập để cung cấp thông tin cho những người sống sót sau bệnh ung thư và gia đình của họ. Và chúng tôi sẽ có một cái diễn ra khách mời vào ngày 21 tháng 6 tại Viện Ung thư Memorial Care ở Fountain Valley. Một người sẽ nói về khả năng sống sót sau ung thư và nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng sẽ có y tá điều hướng nói tiếng Việt là cô Xuân Trầm sẽ hỗ trợ thông dịch, là số điện thoại 714-378-7950. Quý vị có thể gọi cho Xuân Trâm số 714-378-7950 để biết thêm thông tin. Thank you so much for all the information you share with us regarding the low-dose CT and lung cancer screening. Thank you so much. I really appreciate being here. Yeah, I hope we'll talk again soon in the near future. Yes, thank you so much. Vâng, cảm ơn sự theo dõi quý vị, và trong tương lai xin mời quý vị có thể trở lại để nghe cô y tá Krista Gravo nói thêm về những đề tài liên quan đến ung thư và vai trò của cô trong y tá điều hướng. Hương Thơ xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào chương trình y tế.